Đi gài cò, đi gài cò nè. Nãy nghe chú cũng cắt cỏ đây, ông bắt cá cạn nè, có chỗ cá cạn coi có cò không, gài coi. Vườn dừa có dấu chừng cò nó ăn không mà mình gài. Chỗ này quá im đây mà. Giờ nãy ông tát ở đây đây. Không thấy dấu chân cò. Vườn dừa mới trồng, trồng cũng có ra bông. Ồ, chỗ này như có dấu chân cò nó xuống ăn rồi nè. Đây, dấu chân cò nhỏ. Giờ mình sẽ cắm ở đây hai cây xem sao. Đây, có dấu cưng chân không biết cò hay quắc nó đi nè. Đâm lại đây hai cây, đây hai cây mồi cá sạch đây. Ai, quá im luôn. Cắm điểm này khoảng 3 cây đi. Chia ra xa xa xa. Cắm vô đây cho mát mát cho cá nó sống. Quá im luôn. Điểm có là nó sẽ lụm liền. Có mấy dấu chân nhỏ nhỏ, sợ là dấu chân của con quắc thôi. Rất là im luôn. Rồi, vậy thôi, điểm này 3 cây thôi. Coi cái chỗ nào ngon ngon nữa mình cầm tiếp. Điểm vườn dưa gan vỏ vỏ trống của ông anh trồng đâu bắp này không nói. Có mấy đường nước cũng cạn cạn, có cò nó xuống ăn, mình coi thử có không.
Ồ, dưa gan trái quá trời đi. Dưa tròn, dưa dài đều có hết. Có thể nào chín lụm về ăn nguyên đám luôn. Quá trời bao la. Nó khô hết rồi quá. Khô queo, đồng khô hết rồi. Không có ơi. Giờ mình về thôi. Quá trời nắng rồi, chiều rồi xuống thăm ba cái bẫy ở dưới thôi. Mấy đường này nó khô queo hết trơn rồi. Đâu có chạy khô quá, còn đâu có xuống ăn đâu. Nói thì dưa gan đã thiệt chứ. Đám đậu bắp của ông anh trồng tốt ghê. Nắng quá trời nắng luôn. Ây da. Nhà thôi chiều đi thăm rồi, giờ cũng chiều rồi, sẵn giờ mình đi cắt cỏ cho dê ăn, mình chạy ngang mình ghé mình vô mình thăm mấy cái cây bẫy cò tiếp theo xem có thành quả coi lụm được con nào không đây. Đấy điểm rồi. Xem mê cò già già có dính con nào không đây. Im quá ta. Còn yên nguyên luôn. Trời, khô queo con cá nằm trên bờ luôn. Giống con cá gì nó lội gì ta. Rắn lội qua. Rắn gì đây? Ru rồi ta. Cái cần câu đâu rồi.
Còn nguyên luôn. Cá lội tung tăng tung tăng. Để coi tối nay có dạng nó xuống không. Rồi đi cỏ thôi. Cái cây này còn y nguyên. Cá nằm trên bờ luôn rồi. Điểm này cò nhưng nó không thấy sao. Cá còn ngon lành. Rồi, đi thôi. Đây, đây là cái điểm cái đám ruộng hôm mình cắm dạt đây. Bây giờ mình thấy mấy con cò, cò trắng mỏ vàng nó đang đi ăn. Hay để chờ một xíu coi có con nào nó lại nó lụm dính mấy cái chỗ điểm mình đã cắm bẫy không. Quá trời, khoảng 10 con nó đang bay lượn. Đây này là cò trắng mỏ vàng đó, nó lên khu đó là mình có cắm 7 lưới câu ở trên đó rồi đó. Chờ một xíu rồi nó đi vòng vòng nó thế nào nó cũng sẽ lụm trúng mấy cái mồi mình cắm à. Đó đó đó, đây một đàn cò nó đang đi ăn đó, mấy cái vị trí đó là mình có cắm bẫy rồi đó. Nó mời ăn trúng là nó đứng đứng im ru à. Nó mổ mấy con gì nó ăn quá trời đó. Chưa thấy mấy con cá sặc của mình cắm bẫy à. Hôm mình dính cái con dạt ở khúc gần chỗ cái nhà chứ có chiếc cua be ra xíu. Bầy này là 2, 4, 6 con. 6 con cò trắng mỏ vàng. Nãy có con cò trâu nữa. Có một con sữa trùng chắc ăn không dính đâu. Thì mình cắm lưỡi bự. Đó, cò không bay qua nữa. Đó. Đó, 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 đó. Như bay lại là 7 con rồi, có 2 con cò trâu mới bay lên rồi, một con cò trâu đã dính bẫy rồi, một con cò trâu đã dính rồi. Ôi, nó đang ăn con cá sặc bự của mình đó 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 đó.
Đó. Đang ghi con cá sặc. đang ghi nó chưa nuốt vô, nước vô là dính nè. À, ngay chỗ đó là nguyên cái con cá sặc trắng bự luôn. Dụa ơi, con này nó cũng khôn thiệt ta. Nó nhả mồi rồi. Nó dụa ra, nhả ra rồi. Thì mấy con cò nó đang bay lại nữa. Nãy ở ngay chỗ mấy cái chỗ điểm mình cắm mà sao nó chưa tìm thấy con cá, nó dạt lên đây à. Có mấy con nó đang đi bò bò xuống mấy đó rồi. Đám ruộng này một mẫu hai, hôm bữa ta trồng thanh long ta phá ra này để là ta làm lúa. Mấy con cò trắng mỏ vàng này rất là bự luôn, không biết nó có ăn cá không à. Thường thường cò trắng mỏ vàng này ta nuôi nó ăn ruồi, dế, cào cào, chấu hả? Ta hay nuôi bò hồi trước để cò mỏ vàng cho nó ăn ruồi á. Chờ một xíu rồi, rồi mình sẽ đi thăm. Nãy thấy con nó mổ mổ con cá sặc, không biết nó ăn được cá sặc hay dụa hay đâu mất tiêu rồi. Đó, con nó bay qua. Đó, đáp xuống. Đầu trên cái nhánh thanh long. Mấy con này nó không biết nó ăn cá không à, chứ này mà có dế với nhũi dế này kia mình cắm là nó dễ ăn lắm. Mấy con cò trắng mối vàng này nè, nó đứng ngay khu vực đó là mình cắm 3-4 cây ở đó luôn, nó không thấy cá sặc ha. Gọi là nó không ăn cá, này phải có dế là nó nhảy lắm, nó mê với nhũi lắm. Nên ráng chờ một xíu nữa xem sao. Còn nó sao nó đứng im, không lẽ nó dính này, sao nó đứng im ru ta. Chút xíu nữa lại coi xem coi rồi sao.
Nãy giờ ngồi chờ đợi nó lâu quá trời luôn, ngay cái điểm nó chắc mấy con này nó không ăn cá rồi, thì mình phải nghiên cứu bắt kiếm dế và nhái để mà gài nó. Có mấy con cò trâu, cò xám xám á, thấy cá là nó quất lên nó ăn liền rồi. Đi đi giờ trời nắng lên này, để mình ngồi coi mà không dính thôi mình cũng rút về luôn, chứ mình đi lại nó động nó nhát, để mai mình kiếm dế, tối nay kiếm dế rồi sáng mai mình cắm sớm. Cò này đi ăn giá sáng, còn dạ thì đi ăn ban đêm thôi. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hay có anh em nào rành về ba con cò trắng mỏ vàng này nó ăn mồi gì chỉ cho mình với mình nghiên cứu mình lụm nó nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.